có thể diễn tả được con người mình là ai. Đó chính là where there's a will, there's a way. Là một câu nói mà mẹ mình đã từng nói với mình khi mà mình cảm thấy vô cùng bất lực và gặp rất nhiều bế tắc trong cuộc sống. Câu nói này luôn động viên mình rằng một khi bạn có một khát khao nào đó thì dù nó khó khăn đến đâu, chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực qua mọi rào cản của mình và vượt qua những giới hạn của mình, điều đó sẽ trở thành sự thực.